Dexy, Yuin hậu chia tay bị bóc phốt để lại số tiền nợ khổng lồ cho người ở lại. Từng là một đôi tri âm trong âm nhạc, Dexy và Yuin gây chú ý với Bánh Mì Không và sau đó là Gối Xoay Vội. Cả hai cũng đã bắt tay nhau để cùng thành lập công ty Z Entertainment nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Cả hai luôn dành những lời tốt đẹp cho đối phương khi cùng xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của quá khứ. Còn giờ đây, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, chia tay một cách vô cùng ồn ào và tìm cách hạ bệ đối phương trong câu chuyện của mình. Tối 26 tháng 4, netizen không khỏi xôn xao khi Yuin đăng đàn bóc phốt Dexy, khẳng định không hề có việc nam ca sĩ cao thượng nhường kênh YouTube lại cho cô, mà thực chất là để lại toàn bộ số nợ vào tay nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, Yuin cũng khiến dư luận dậy sóng khi công khai những tin nhắn với lời lẽ vô cùng bạo lực của Dexy, nhắn nhằm đe dọa mình. Chưa dừng lại ở đó, Yuin cũng chia sẻ lên Instagram Story đoạn tin nhắn mà Dexy gửi cho cô. Theo đó, có thể thấy Dexy đã dùng những lời lẽ thô tục và bạo lực với Yuin, thậm chí còn đe dọa sẽ đấm cô. Đoạn tin nhắn khiến cộng đồng mạng không khỏi sốc trước cách mà Dexy nói chuyện với người yêu cũ. Sau đoạn tin nhắn trên, Yuin cũng đăng tải dòng caption ẩn ý nhưng netizen thừa biết là dành cho ai, định tỏ ra mình là người đáng thương bị hại đến bao giờ vậy. Và mới đây nhất, vào trưa ngày 27 tháng 4, Yuin tiếp tục đăng một dòng trạng thái khá dài kèm loạt ảnh chụp màn hình để nói rõ hơn về việc sở hữu kênh YouTube cũng như số nợ lên đến hơn 400 triệu đồng mà cô đang phải gánh từ Dexy. Theo đó, Yuin đã đưa ra các giấy tờ chứng nhận việc cô là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Z Entertainment. Công ty mà cô và Dexy hoạt động khi còn trong cảnh cơm lành canh ngọt, cô cũng cho biết sau khi quyết định rời đi, cô sẽ để lại cho Dexy toàn bộ công ty. Yuin cho biết trong thời điểm ban đầu, chính cô là người đã lập kênh YouTube và trang Facebook Z Entertainment để đăng tải các sản phẩm của chung cả hai như là Bánh Mì Không, Gối Xôi Vội, Đừng Lo. Nữ ca sĩ cũng cho biết sau khi mọi chuyện chấm dứt, cô đã bị Dexy nhờ người xóa quyền quản trị khỏi Facebook một cách âm thầm, không hề nói trước bất kỳ điều gì. Yuin cho biết cô vẫn may mắn sở hữu được kênh YouTube của cả hai do vẫn giữ được email gốc. Đáng chú ý, Yuin cũng cho biết do phía Z Entertainment đã nợ chi phí sản xuất ca khúc của một bên đối tác, nên suốt 6 tháng nay, toàn bộ doanh thu từ kênh YouTube đều bị trừ vào tiền trả nợ cho đối tác. Số tiền nợ được tiết lộ là vào khoảng 18.425,71 đô, gần 425 triệu đồng. Cuối bài đăng, Yuin cho biết Dexy chưa bao giờ dám đối mặt với cô để giải quyết mọi chuyện mà chọn cách im lặng. Bên cạnh đó, Dexy cũng đã bóp méo câu chuyện giữa cả hai khi kể lại với người khác. Yuin cũng ẩn ý cách giải quyết văn minh chỉ dành cho người văn minh, nhằm ám chỉ Dexy là người không văn minh. Thế nên sẽ có cách giải quyết tương ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Bà Phúc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.